cũng liên quan đến công tác phòng chống ma túy. Đại diện Cục Hải quan Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ 5 nghi phạm có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy tổng hợp các loại. Ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại một căn nhà trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an thành phố Đồng Hới và đội kiểm soát hải quan, cục hải quan Quảng Bình, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Phạm Hải Nam, sinh năm 1985, Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1984 Trương Tiến Cường, sinh năm 1996, công chú tại thành phố Đồng Hới và Hồ Thân Thực, sinh năm 1986, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 164 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 210 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 3 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng ketamin và các đồ vật dùng vào việc sử dụng chất ma túy. Mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường, lực lượng chức năng thu giữ vali màu đen, bên trong chứa hơn 25.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn 10 kg. Tiếp tục điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Phan Văn Trung, sinh năm 2005, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được các lực lượng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.